Anh Minh, anh chưa?
của mình gì thì lâu lắm rồi đi chứ. Cảm ơn. Nhìn ra, nhìn cười. 15 lần rồi. Dạ. Angelet, S5. Mọi người ơi, hôm nay điều lớp sẽ dẫn mọi người đi đột nhập, khám phá, review bối cảnh quay lớp Manto nha. Đi với Khải. Đây là bối cảnh nhà của Mie nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đẹp không? Còn đây là khu ăn uống. Mọi người đã lắm. Đi đoàn này á, ai muốn ốm á, ốm không nổi đâu. Tại vì mỗi một ngày á, đều có một cô chú anh chị đãi món ăn, đãi khao nước. Đã không? Hả? Em đẩy chưa? Rồi chị. Dạ. Đây là chú Quốc Thuận đạo diễn nha mọi người. Mới bỏ tiền ra in cái cạc này à, để tao biết mình đạo diễn. Hình như mọi người đang set up. Mọi người đang set up. Đó. Ê, Hồ Di nghe. Có mặt để làm gì ạ? À, mình có mặt để đột nhập bối cảnh nhà của hai bạn. Ok chưa? Đuổi đâu, đi ra. Đi ra đi. Đây sao mà nghe? Sao alo? Mà đột nhập nhà giống vậy? Alo. Alo. Ủa. Alo. Bạn bè đuổi tôi. Tánh kỳ vậy trời. Chú Hoàng Mèo đang bốc trứng ăn nha mọi người. Chú xin ăn. Tại vì bộ bê quá hả chú? Nó làm bộ tò á. Dạ. Nên nó cái nó nói là đại diễn có bốn miếng thôi, bốn người diễn thôi, nó chia bốn miếng. Khó khăn quá hả chú? Không thì chú mới hỏi là dạ, giờ có gì không? Đấy, anh quay. Anh cắt cũng quay đi nữa.